Đinh Ba Búa xin mến chào các bác nông dân và bà con cô bác trên toàn thể đất nước nha. Hôm nay mình có lô máy phun thuốc trừ sâu, nói chung là phun thuốc gì cỡ các bạn. Hôm nay mình có lô máy phun thuốc nha các bạn, giá từ 200 ngàn trở lên nha. Thế nào con ông coi tiêu đời thấy giá từ 200 ngàn cũng chạy vô xem thử rồi. Đây con này là giá 200 ngàn. Đó, 200 ngàn nha các bạn. Đầy đủ hết, chỉ thiếu cái đâu cái đầu máy thôi nha. Đó, giá 200 ngàn, thiếu cái đầu máy. Đầy đủ hết nha các bạn. Đó, dây đeo rồi đầy đủ. Rồi, đó, giá 200 ngàn đầy đủ, bình rồi còn tem luôn, đẹp. Long lanh xà banh luôn. Đó, tem tiếp đồ, dây đeo rồi, đó, nắp đồ. Thiếu cái đầu máy thôi nha. Rồi, giá 200 ngàn. Đó, các bạn đúng ý các bạn chưa, giá 200 ngàn thôi nha. Rồi, con này là con số 2. Con này là mình chưa có dọn nha các bạn, chưa có làm nổ nha. Chỉ bao hơi lửa cho các bạn thôi. Đó, giờ các bạn tự dọn và mình bán giá 850 là bao ship tận giường cho các bạn luôn. Là mình không có bảo hành nha các bạn, lưu ý nha, mình không có bảo hành gì hết. Hư là các bạn tự chịu nha. Đó, giá 850 bao ship tận giường cho các bạn luôn. Rồi, bao hơi lửa cho các bạn, giật hơi thử nè. Đó, bao hơi lửa thôi nha. Giờ các bạn xúc bình xăng con tự làm nha các bạn. Rồi giá 850 bao ship luôn. Rồi con này là con Rubin Hợi nha các bạn. Rubin Hợi, Rubin 230 nè. Con này mình cũng bán hàng chưa dọn luôn, hàng chưa có dọn gì hết, bao hơi lửa cho các bạn luôn. Giờ tự dọn. Đó, con này nó còn cọng dây này nữa nè. Mấy cọng dây này là cái nào có mình đỡ, còn cái nào không có thôi nha các bạn. Giờ tự mua nha. Mình không có mua dây nha các bạn. Rồi đó, con này mình bao hơi lửa cho các bạn luôn. Ủa, con này dây giật còn trắng tinh luôn nè, thấy không? Con này bảo đảm tháo ra cái nòng còn trắng tinh luôn. Con này nó bị mất cái... Sao giờ này nó tối ra, bật led lên rồi. Đây mà, con này nó bị mất cái nắp này nha. Đó, con này là giá 800 thôi các bạn. Cũng bao hơi lửa cho các bạn luôn. Giờ tự dọn. Giá 800 là bao ship nha. Còn không có bảo hành, bảo hiếc gì hết nha các bạn. Đó, giờ các bạn tự dọn, tự làm nổ thôi nha. Con này dây giật còn đẹp nè. Hơi chắc, đùa dây giật trắng tinh. Hơi chắc lưỡi. Hơi là giật chắc nè. Đó không? Đó, bao hơi lửa cho các bạn. Giờ tự dọn. Giá 800 ngàn thôi, bao ship tận giường luôn. Tận nhà, nằm trên giường chờ hàng giờ tháo thôi. Rồi, con số 3 nha, giá 800. Con số 2 giá 850. Rồi, đầu tiên con này mới là hàng mình dọn rồi nha các bạn. Hàng này là đã dọn nổ, giá là 1.200.000. Rồi con này giá 1.200.000 nha, hàng đã dọn nổ. Con Rubin 233 mình sẽ giật nổ tới thử. Con này, con Rubin này mình giới thiệu cho các bạn là nó có một cái trong cái bồn này nè, nó có một cái công tắc nha. Khi nào mà cái màu đen đen đó là cái công tắc nha các bạn. Khi nào mà các bạn không có thuốc trong này nó sẽ không nổ nha, giật sẽ không nổ. Mà các bạn phải đổ thuốc vô các bạn giật nó mới nổ nha. Con này nè, các bạn đổ thuốc vô giật nó mới nổ. Còn mà không có thuốc là nó sẽ không nổ nha. Con Rubin này giá 1.200.000 nha, bao ship luôn. Ship tận giường cho các bạn luôn. Rồi nổ thử đi mấy em. Giật. Rồi tắt đi em. Rồi đó. Mình test thử nha, con này mình không gắn cái bét vô mà nó phun xa khoảng từ đây đến kia là khoảng 5m nha các bạn. 5m, nó phun xa 5m đó, mình chưa gắn cái bét vô nha các bạn. Con này giá 1.200.000 nha. Bao con này mình bảo hành cho các bạn 3 tháng hư đập luôn nha, đổi khác luôn. Hư đập bỏ luôn. Đổi khác không còn nói nhiều nha. Chỉ cần hư là các bạn gọi điện buốt cái máy hư rồi ta đập rồi. Rồi mình gỡ khác cho các bạn. Giải cho nó nhanh, giải quyết nhanh. Nhanh gọn, bình là chưa có bể nha. Chưa có chảy, chưa rỉ gì hết. Rồi, đầy đủ, giá 1.200.000 nha các bạn. Giá 1.200.000 là mình bảo hành cho các bạn đó. Đó. Còn mấy con kia là chưa dọn chưa gì hết, không bảo hành. Rồi con này là giá 1.600.000 nè. Con này mới là đặc biệt nè, con Kawasaki, con này nó có đời nha các bạn. Nè con này nó có đời nè, nó còn cái con này nó còn đồng đẹp nè các bạn, nó còn cái chấm sơn của con Nhật nè. Con này nó có cục đời nha. Nhưng mà mình chưa có sạc bình, con này mình chưa có sạc bình đâu. Bình nó nằm trong đây nè. Bình cái bình ắc quy nó nằm ngay đây nha các bạn. Bình ắc quy nằm đây nè, dây sạc nó đây. Dây này là để sạc nè, đó, dây này để sạc.
con này điện nó là 6V nha các bạn. Giờ tự kiếm cục sạc 6V mà sạc nha các bạn. Nhớ 6V á, sạc 12V nổ chết á. Rồi con này giá 1.600.000, bao ship luôn, bảo hành hư đập luôn, đổi cái khác luôn. Giá 1.600.000 nha các bạn. Con này bơm của nó là đầu hợi nha. Đầu bơm này là đầu hợi nè. Hàng này bơm sướng lắm bạn. Rồi nổ thử em. Rồi giật thử, nổ thử em. Ừ, rút nghe nè. Rồi giật đem, giật đi. Nút này là nút đời nha, nút này là công tắc nè. Này là đời, nút này là đời, tại vì con này nó có bình ắc quy, nó có cục đời nha các bạn, nút đời, công tắc. Mình chưa có sạc bình thôi nha. Chưa có sạc bình nên là chưa có đời được. Giờ chỉ giật thôi. Còn bạn nào giờ kiếm cục sạc sạc vô nha. Cái bình ắc quy nó nằm đằng kia kìa, đó. Nó nằm bên trong á. Rồi. Con này giá 1.600.000 nha, bảo hành cho các bạn 3 tháng luôn, hư đập luôn. Rồi đổi luôn cho nó nhanh chứ bảo hành mà sửa gì mệt. Ờ, hàng của mình là bao cho các bạn giờ kiểm tra mà cái nào mà có dấu hiệu bung máy rồi là họ cho các bạn đập tại chỗ trả về nơi sản xuất cho nó nhanh. Rồi tiếp theo là hai con phun voi thổi lá nha các bạn. Đó, con này là con Echo Kirit. Nòng của nó là khoảng mình chưa tháo nòng ra nên mình chưa có kẹp trái bít tông này, cũng chưa biết được nó bao nhiêu, nhưng mà mình đón cái nòng này là khoảng tầm từ 38-40 ly nha các bạn. Và nòng con này là mình chưa có tháo nha, chưa có bung. Cái máy là quan trọng nhất, cái nòng nha các bạn, cái nòng rồi hai thì, cái này động cơ hai thì nha, nãy giờ mình quay là động cơ hai thì hết. Con này là phun voi thổi lá nha, gió của nó, con này công suất nó thổi là bay nhà bay cửa luôn, bay nóc nhà luôn. Rồi con này thổi rất là mạnh bạn, hú con này nó hú chắc, nó máy chắc lắm, nổ đã lắm. Rồi con này là con Kirit nha, Kirit có số máy nó đây nè, 6020796 này đó. Rồi các bạn, mình gỡ đúng số máy cho các bạn. Con này là bao cho các bạn, máy chưa bung, dây giật trắng tinh, thấy không? Máy chưa bung. Giờ phát hiện bung máy, bao cho các bạn đập tại chỗ, trả về nơi sản xuất. Đó, làm bao cho các bạn, máy rinh, chưa có bung, đụng chạm. Còn mấy cái dòng hai thì nó chỉ có xăng, lửa, xúc, đồ, nổ rồi. Nhưng mà con này mình dọn nổ rồi nha. Giá 1.500.000, bảo hành cho các bạn 3 tháng cái đầu máy. 3 tháng cái đầu máy này nè. Hư các bạn cứ đập, gọi lên búa, gỡ ra cái khác. Rồi ok, mình gỡ cho cái khác, xong. Rồi con này là con Kirit nha, 1, 2, 3, 4, 5. Con này là con số 6 nha các bạn, con số 6 giá 1.500.000. Con Kirit nòng nó khoảng từ 38-40 ly thôi, tại mình chưa tháo cái nòng ra, mình đo trái bít tông nên chưa biết được bao nhiêu, chắc chắn bao nhiêu, mình đốn vậy thôi. Rồi con này là con Kawasaki nha các bạn, động cơ của nó là Kawasaki, nó dán cái tem nè, nó là Yamaha nha các bạn. Máy này là Yamaha, cái máy này là Kawa, còn cái này là Yamaha. Rồi con này nòng của nó có từ 38-40 ly nha các bạn, giá 1.500.000 luôn. Đó, con này là con số 7, phun voi thổi lá nha. Nãy hai con này là phun voi thổi lá, gió đó, bao rinh dây đeo rồi là rinh hết, đó rinh hết, máy là rinh hết nha, giá 1.500.000 thôi, bao ship cho các bạn luôn, giá 1.500.000 bao ship tận giường cho các bạn luôn, nằm trên giường chờ hàng giờ thôi. Rồi đó, giá 1.500.000 thôi, bao ship phun voi thổi lá nha. Đó. Rồi, con này là mình bao cho các bạn là máy rinh chưa bung, chưa tháo, chưa đụng chạm con ốc, chưa tháo gì hết. Giờ chỉ đổ xăng nổ thôi, chưa có tháo gì hết nha. Đó, còn cái máy nào mà nó không nổ là nó chỉ có nghẹt xăng. Đó các bạn nhớ, đây là đóng xăng nè, đây là mở xăng nè. Nhiều ông giờ không biết mở xăng là sao mà đóng xăng là sao. Ở đây là đóng e nè, mở e nè. Các bạn đi với bạn đóng e lại mà các bạn cắm đầu bạn giật là nó đách nổ đâu, mà nó nổ rồi nó ngập xăng. Rồi con này là con giá 1.500.000, con số 7 nha. Con này là con Kirit số 6, giá 1.500.000 luôn, bao ship hết. Hàng của mình là bán bảo hành 3 tháng luôn. Các bạn đầu máy mà cứ hư là cứ báo mình đập luôn, đổi luôn chứ không có mà sửa gì hết. Rồi còn hư nhẹ nhẹ thì cứ nói mình gỡ phụ tùng. Rồi đó, hai con này mỗi con giá 1.500.000 bao ship cho các bạn.
Đó, còn cái đầu máy này mình để sắc thuốc uống rồi bạn, không bán đâu. Rồi rồi tên ba bú xin cũng hết video rồi các bạn. Bây giờ mình cũng nghỉ tối rồi. Tất cả mình bán ở đây là mình không có bao mấy cọng dây này đâu nha các bạn. Cái nào có dây thì mình đưa, còn cái nào không có thì thôi nha. Các bạn giờ tự mua giùm mình, tại vì mình không có chuyên mấy cái này đâu. Mình không có nhập phụ tùng mấy cái này. Rồi mình xin kết thúc video nha. Đinh Ba Bú xin kính chúc các bác nông dân và các bà con cô bác luôn luôn mạnh khỏe và gia đình ấm no hạnh phúc. Xin chào và tạm biệt các bạn. Đinh Ba Bú xin chào các bạn. Các bạn nhớ lưu ý gọi số điện thoại thư ký mình để bên dưới video nha các bạn. Các bạn chốt hàng đặt cọc mình mới chốt nha. Rồi xin chào và tạm biệt các bạn.